thích được hôn. Mới quen một cô gái xinh đẹp, chàng trai rủ cô gái đi dạo và trò chuyện. Bỗng gặp con bò mẹ đang âu yếm hôn con bê con. Chàng trai chỉ vào con bê rồi gợi ý, em có thích được hôn như thế kia không? Cô gái bén lén đáp, không, chắc là anh thích như vậy à? Tưởng cô gái thích hôn mình, chàng trai vội đáp, ôi, được hôn như thế thì anh thích lắm. Cô gái khúc khích cười động viên, ồ, nếu thích thì anh đến cho con bò mẹ nó hôn anh đi. Nỗi khổ của chồng. Một ông giám đốc đi làm về, cứ ngồi thử ra. Cô vợ thấy thế, bèn đến động viên. Anh yêu à, ở cơ quan anh gặp rắc rối gì à? Khi lấy nhau, chúng ta đã từng hứa xuống khổ sẽ cùng chia sẻ với nhau. Nên anh có nỗi khổ gì, cứ nói cho em biết đi. Chúng mình cùng nhau gánh vác mà. Anh biết rồi, nhưng việc này anh không thể nói được đâu. Nếu em biết thì em không chịu nổi đâu. Ôi, không sao, chuyện gì em cũng chịu đựng được mà. Có thật không em? Thật mà, em xin hứa danh dự đấy. Nghe vợ hứa, anh chồng giải tỏa được mối lo âu, mừng rỡ nói. Thôi được, em đã nói thế rồi, anh không muốn giấu em lâu nữa. Cô thư ký của anh có bầu rồi. Tạo thói quen mới. Một ông đang đi dạo, bỗng gặp ông hàng xóm nhà liền kề, ngồi ủ rũ trong công viên. Ông ngạc nhiên hỏi, ông làm sao mà trông cứ như cò bợ trời mưa thế kia? Được quan tâm, ông hàng xóm như cởi mở tấm lòng, liền tâm sự. Ông thấy đấy, bà vợ tôi già không còn vị gì nữa, nhưng khi đó nhu cầu của tôi còn cao. Thế mà, lúc nổi hứng, không thể nào lên được chứ. Ô, hay là cái ấy của ông nó hỏng rồi? Đâu có, tôi đi khám nam khoa rồi, họ bảo của tôi vẫn tốt. Do vấn đề tâm lý khi nhìn vợ già bị cụt hứng đấy thôi. Sao ông không đi cải thiện ở bên ngoài? Tôi không khuyến khích ông đâu đấy nhá. Không được đâu ông ạ. À, tôi không có tính lăng nhăng. Và lại tôi nghỉ hưu rồi, đâu có nhiều tiền thế đâu. Nghe vậy, ông thở dài. Thương mình hoàn cảnh giống ông hàng xóm. Chợt nhớ ra điều gì, ông hổ hởi nói với ông ta. Thôi, tôi mách bí kíp để làm chuyện ấy khi vợ già nhé. Tập thói quen mới, ngắm vợ bằng con mắt của thằng hàng xóm. Chịu không nổi. Lão chồng lúc nào cũng đánh giấm. Người vợ mới dọa rằng, ông cứ đánh giấm liên tục như thế, có ngày ruột sẽ lòi ra ngoài đấy. Anh chồng cười khì khì, làm gì có chuyện đấy. Vợ bảo, ông không tin, để rồi xem. Một hôm, ông chồng nằm trong phòng ngủ trưa, vừa ngủ vừa đánh giấm. Chị vợ mới chạy sang lò mổ, mua một đoạn ruột lợn mang về. Đi vào phòng, lúc chồng ngủ say, vợ mới vạch quần chồng ra rồi bỏ cái đùm ruột lợn gần với hậu môn. Nửa tiếng sau, chị vợ nghe tiếng anh chồng trong phòng la lên thảm thiết. Vợ mở cửa vào hỏi, có chuyện gì mà kêu to thế? Bà nói đúng lắm, ruột lòi ra ngoài thật rồi. À, té ra là vậy, bây giờ ông mới tin hả? Chắc ruột lòi ra đau lắm chứ gì? Lúc lòi ra, tao đâu có thấy đau. Nhưng khi tao tìm cách nhét nó vào, thì ôi, đau quá, không chịu nổi. Ế vợ vì đa nghi. Bà mẹ lo lắng thấy con trai đã hơn 30 tuổi mà chẳng quan tâm đến chuyện vợ con. Suốt ngày chỉ quanh quẩn ở bên chiếc máy tính. Bà ta bèn làm mối cho anh một cô gái xinh đẹp, làm cùng nghề. Nhưng chỉ sau buổi gặp đầu tiên, anh chàng đã lắc đầu từ chối. Sao vậy hả con? Anh con trai đáp, cô ấy không đáng tin đâu mẹ à. Lấy cô ấy, chắc con mọc sừng mất. Sao con lại nghi ngờ vậy chứ?
Cẩn thận kẻo lại nghĩ oan cho người ta. Thì lần đầu gặp mặt, con vừa hỏi, thế ổ cứng của em có rảnh không? Cho anh cắm nhờ cái USB của anh một lát nhé. Vậy là cô ấy đồng ý ngay tức thì. Chẳng cần biết USB của con là loại gì, có nhiễm virus hay không mẹ ạ. Bà mẹ vỗ đầu, ôi trời! Chọc đầu. Có một ông thấy bạn bị chọc đầu, ngạc nhiên thốt lên rằng, ôi trời ơi, ông bị nấm hay sao mà lại cạo chọc đầu thế kia? Thấy bạn hỏi vậy, ông kia đỏ mặt đáp, đâu phải, tôi bị vợ và bồ nhí nhổ chọc đấy mà. Ông này sửng sốt, ôi, ông cứ nói đùa, sao lại có chuyện ấy chứ? Ông kia xoa đầu, cười cười giải thích, ông biết, trước tôi tóc hoa râm mà. Khi ở bên tôi, bà vợ cứ nhổ hết tóc đen để các cô gái trẻ chê tôi là già. Vừa qua, tôi có bồ nhí, cô ấy lại nhổ hết tóc trắng cho tôi trẻ đi. Vì vậy, đầu tôi chọc lóc thế này đây. Một cựu vô địch môn chạy Việt dã khoe với con cháu về thời vàng son oanh liệt của mình. Hồi còn trẻ, ta đã chạy nước rút 50 cây số để cho cái thằng xúc phạm người tình của ta một bợm tai đấy. Rồi sau đó ông lại chạy nước rút về ạ. Ta cũng không nhớ nữa, chỉ biết rằng khi tỉnh lại ta đã thấy mình ở trong bệnh viện rồi. Tự sự, khi tôi còn là một đứa trẻ, có rất nhiều người phụ nữ muốn hôn tôi và tôi luôn đồng ý. Bây giờ tôi muốn hôn rất nhiều người phụ nữ nhưng họ lại không đồng ý. Phụ nữ đúng là rất ích kỷ mà. Luật sư giỏi. Có hai kẻ tù chào xã giao và hỏi, sao mày phải vào đây? Tại thằng luật sư đấy. Chưa rõ. Nói rõ ra xem nào. Tao biết nó giỏi, thuê nó cãi cho tao. Rồi sao nữa? Tìm hiểu xong, nó cãi cho thằng hàng xóm. Mày nhỏ giọt quá, nói luôn một lèo đi xem nào. Thằng hàng xóm trả cho nó gấp đôi số tiền tao trả. Thế là sao? Nhưng mà tội gì? Trời ạ, con chó của thằng hàng xóm cắn tao, mà rồi nó cãi được là tao cắn con chó. Hả? Chuyện vui ngày về Hà Nội thăm bạn. Đã lâu lắm rồi, Hải mới có dịp ra Hà Nội. Sau khi xong công việc của thằng cháu, Hải quyết định ở lại thêm ít ngày. Thứ nhất là được ngắm cảnh chốn phồn hoa đô thị. Hai là đi thăm mấy thằng bạn. Ở Hà Thành, Hải cũng có nhiều bạn lắm. Nhưng thân thiết nhất có hai đứa. Một thằng bạn học giờ làm ở nhà máy bóng đèn phích nước Hà Đông. Hai là thằng bạn cùng đơn vị khi còn lính. Vậy sáng dậy sau khi cơm nước xong, Hải bảo với đứa cháu, hôm nay chú xuống ông bạn ở nhà máy bóng đèn phích nước Rạng Đông chơi, các cháu không phải đợi chú về ăn cơm đâu nhé. Thằng cháu hắn nói, đáng lẽ ra cháu đưa chú đi, nhưng công việc bận quá, chú thông cảm cho cháu. Hải cười nói, chú đi một mình thoải mái hơn. Nói xong, Hải cầm mấy món quà mà thằng bạn hắn ưa thích. Hải đi đến xe buýt. Kỳ lạ, Hải tìm hoài, chẳng thấy trạm xe buýt nào cả. Dừng chân, Hải hỏi một cậu thanh niên. Này cháu, cho chú hỏi, bến xe buýt về Hà Đông ở đâu đấy nhỉ? Cậu thanh niên nhìn Hải như nhìn một vật thể lạ từ trên trời rơi xuống. Cậu ta trả lời, Hà Nội làm gì có xe buýt? Hải ngạc nhiên hỏi, sao? Ngày trước, tôi vẫn thường đi xe buýt cơ mà. Cậu thanh niên cười nói, ngày xưa khác chú ơi, bây giờ không còn xe buýt nữa đâu, chỉ có xe khách đường phố thôi. Nói xong, cậu ta khoát tay chào Hải, rồi đi mất. Hải sững sờ, đành quay về. Thằng cháu thấy Hải trở về, liền hỏi, chú không đi nữa à? Hải ngập ngừng nói, có chứ,
Nhưng hay là cháu có xe máy cho chú mượn đi cho thoải mái. Thằng cháu hắn cười nói, ấy chết cháu quên mất. Chiếc xe máy cũ của cháu nay chả có ai đi. Hôm trước định gửi về cho chú, giờ chú lấy mà đi cho tiện. Hôm nào đem về luôn. À, mà chú có bằng không đấy? Yên tâm đi, sếp của cháu còn có bằng tiến sĩ, thì cái bằng xe máy có gì đâu mà chú không có chứ. Chú còn có chứng chỉ nghề xe lai chuyên nghiệp nữa cơ. Thằng cháu hắn lại nói, nhưng chú có biết đường đi không? Chú trước cũng có đi mấy lần, mà hồi đó chú đi xe đạp, mà đường đi là ở miệng chứ cháu. Xong hắn lấy xe đi, hắn vừa đi vừa nhớ lại những kỷ niệm ngày xưa. Bỗng toét toét, hắn giật mình. Trước mặt hắn có một chú cảnh sát giao thông. Hắn dừng xe, chú cảnh sát giao thông giơ tay chào hắn, yêu cầu bác xuất trình giấy tờ. Thật may là dân xe lai nên dẫu đi đâu Hải vẫn mang theo đầy đủ. Sau khi xem giấy tờ của Hải xong, chú cảnh sát giao thông nói, giấy tờ của bác đầy đủ và hợp lệ, nhưng bác tham gia giao thông mà không đội mũ bảo hiểm, yêu cầu bác nộp phạt. Hải ngạc nhiên, không đội mũ bảo hiểm. Hải cười nói, đồng chí nói sao ấy chứ, tôi không đội mũ bảo hiểm thì cái gì trên đầu tôi đây? Chú cảnh sát giao thông nói, cái đó chỉ là cái mũ bình thường thôi, không phải mũ bảo hiểm. Lúc này, cái tính gàn của hắn nổi lên, hắn gỡ cái mũ bảo hiểm trên đầu xuống rồi nói, mắt ngài có làm sao không đấy? Đây không phải là cái mũ bảo hiểm, thì là cái lờ à. Chú cảnh sát giao thông trừng mắt nhìn hắn, rồi nói, tôi không nói nhiều, yêu cầu bác nộp phạt. Nhưng tôi không có lỗi. Chú cảnh sát giao thông nói, bác nên hiểu rằng mũ bảo hiểm bây giờ phải có dòng chữ mũ bảo hiểm cho người đi mô tô xe máy thì mới hợp lệ nhé. Hắn ngán ngẩm, đành lấy tiền ra nộp phạt. Xong xuôi, hắn định lên xe đi tiếp. Chú công an liền ngăn lại. Bác vào mua chiếc mũ mới mà đội vào, kẻo không... Hắn đành phải vào mua chiếc mũ mới. Chiếc mũ có dòng chữ mũ bảo hiểm cho người đi mô tô xe máy. Mua xong hắn nghĩ, hôm nay đèn quá, quay về thôi, mai lại đi vậy. Rồi hắn quay về, thằng cháu hắn thấy vậy lại hỏi, sao chú lại về sớm thế? Hắn kể lại cho thằng cháu nghe sự việc vừa rồi. Thằng cháu hắn nói, chú còn may, chứ họ mà kiểm tra khí thải nữa, có mà. Nghe thằng cháu nói vậy, hắn nghĩ, thôi, đành khất lỗi với bạn vậy, mình chẳng có cách nào đến thăm bạn được. Hôm sau, hắn bắt xe về quê. Thơ vui, cầu tõm. Tôi về thăm bạn miền Tây, hỏi nơi đại tiện nhà mày ở đâu, chỉ tay ra cái ao sâu, có khung bằng ván bắc cầu để qua. Nhà vệ sinh đấy ông à, mang theo tờ báo đọc mà lại hay. Trời ơi, ngay giữa ban ngày, làm sao tao dám ngồi đây để mà. Vì Tào Tháo đuổi phải ra, rồi lấy báo đọc che qua mặt mày. Vậy mà dân ở xứ này, vô tư ngồi vậy thường ngày chẳng sao. Sức mạnh của mẩu giấy. Sau giấc ngủ ngon lành, con sư tử tỉnh dậy, bỗng nó nổi giận đùng đùng, vươn vai nhìn quanh, giống lên những tràng dài, thể hiện sự uy nghiêm của nó với rừng xanh. Có con sói trông thấy bèn đùa, trên đuôi của ngài có dán một mẩu giấy, trên đó có viết hai chữ con lừa, bên cạnh còn ghi rõ ngày tháng số hiệu, ký tên đóng dấu tròn nữa kìa. Giận dữ, con sư tử định xé bỏ mẩu giấy, nhưng nó chợt nghĩ, mảnh giấy này nhất định có lai lịch, nếu tự ý xé bỏ, có khi mình phải gánh trách nhiệm. Nó nhất định phải loại bỏ mẩu giấy kia một cách hợp pháp. Thế là con sư tử giận dữ lao vào rừng xanh, hỏi đám thú rừng, ta có phải là sư tử không? Ngài là một con sư tử, nhưng theo quy tắc của thế giới động vật thì chúng tôi chỉ xem ngài là con lừa thôi. Con cáo không hề do dự mà khẳng định ngay như vậy. Tại sao?
ta lại là con lừa chứ? Từ xưa đến giờ, ta không hề ăn cỏ, ngươi cứ hỏi chuột túi thì biết. Bề ngoài của ngài thì mang đặc điểm của sư tử, nhưng đặc điểm cụ thể thì tôi không thể nói rõ được. Đồ ngu xuẩn, tại sao lại không thể nói rõ được chứ? Thế rồi, sư tử bắt đầu hoảng sợ và gầm thét. Chẳng lẽ ta giống như mi, đồ súc sinh kia? Từ xưa đến giờ, ta chưa bao giờ ngủ trong chuồng thú cả. Con lừa suy nghĩ một lúc rồi trình bày kiến giải của nó. Ngài không phải con lừa, cũng không phải là sư tử. Sư tử cứ hỏi dồn, năm lần bảy lượt, cầu xin đám thú rừng làm chứng cho thân phận của nó và giải thích đủ mọi điều để chứng minh nó là con sư tử. Đám thú rừng có con đồng tình, nhưng tất nhiên là không có con nào dám xé bỏ màu giấy dán trên đuôi của nó. Thế là sư tử nhà ta suốt ngày trốn trong hang, chẳng dám nhìn mặt ai, tâm thần hoảng loạn, kêu rên ư ử như một con lừa vậy. Hiểu may tốt nhất. Trên một con đường ở thành phố New York, có ba cửa hiệu may có tay nghề ngang ngửa nhau. Nhưng vì ba cửa hiệu ở gần nhau nên họ cạnh tranh nhau rất kích liệt. Họ nghĩ ra nhiều chiêu trò để thu hút khách hàng đến cửa hiệu của mình. Cửa hiệu thứ nhất có treo một tấm biển hiệu may tốt nhất New York. Hiệu may thứ hai nhìn thấy tấm biển đó, vội vàng viết một tấm biển treo trước cửa hiệu nhà mình, hiệu may tốt nhất nước Mỹ. Hiệu may thứ ba là của một người Do Thái, ông ta đi xa chưa về. Vợ ông ta nhìn thấy hai đối thủ cạnh tranh nhau liên tiếp treo những tấm biển quảng cáo, khoa trương để giành lấy khách hàng, thì trong lòng rất lo lắng, ăn không ngon ngủ không yên. Bà ta suy nghĩ, một cửa hiệu tự bảo là hiệu may tốt nhất New York, cửa hiệu kia lại bảo là hiệu may tốt nhất nước Mỹ. Thế thì mình có nên quảng cáo là hiệu may tốt nhất thế giới không nhỉ? Như vậy chẳng phải quá khoác lác ư? Vài hôm sau, ông chủ Do Thái kia trở về nhà. Bà vợ kể lại sự tình cho ông nghe. Ông ta mỉm cười bảo vợ không cần phải lo lắng. Ông ta cũng treo trước cửa hiệu một tấm biển. Quả nhiên, sau khi treo xong, có rất nhiều khách tìm đến. Việc làm ăn của họ nhờ thế mà trở nên phát đạt. Thế trên tấm bản kia, viết những gì vậy? Ông chủ hiệu may này vô cùng khiêm tốn so với hai hiệu may kia. Ông viết, hiệu may tốt nhất con đường này. Có một bà ở trong phòng ngủ không mặc quần áo gì cả. Ông chồng bèn hỏi, hôm nay bà làm sao thế? Có bị tâm thần không đấy? Ông chẳng hiểu gì về thời trang hết. Đây là mốt áo ngủ mới nhất bây giờ. Nhưng mà giá bà chịu khó ủi nó đi thì cũng đỡ nhăn nheo. Tự bạch. Thời trẻ có vợ có chồng, nay thêm cái chức làm ông vắng bà. Con thì công tác ở xa, bà đi chăm cháu còn ta một mình. Nhiều khi như kẻ thất tình, bởi vì cuộc sống sao mình bơ vơ. Sống vui với mấy vần thơ, vợ đâu có biết từng giờ mình mong. Nhiều khi cơm vừa nấu xong, dọn lên cảm thấy trong lòng vắng ai. Có vợ bát một rồi hai, vắng vợ cơm chẳng buồn nhai chút nào. Đêm nằm nghe gió lao sao, mưa rơi rả rích sóng gào xa xa. Tưởng rằng mai mốt về già, xa con nhớ cháu, có bà cạnh ông. Ai ngờ nhà lại chồng không. Bà đi chăm cháu, mình ông ở nhà, quanh quần vườn rau đàn gà, cơm nấu một bữa, ăn ba bốn lần. Đêm nằm nghĩ cũng tủi thân, nhìn qua nhìn lại chỉ sân với nhà. Đàn ông mà thiếu các bà, như cây thiếu nước, cửa nhà trống không. Nhạt phai tình nghĩa vợ chồng, trong lòng trống vắng vì không bóng người, nhiều khi cũng sợ làng cười. Hay là mình kiếm một người chăm ông, hỏi rằng như thế được không? Hay là mình cứ phải trông đợi hoài,
lâu ngày sẽ héo củ khoai. Trong làng xa lánh chẳng ai thèm nhìn. Thơ vui, tìm sâu. Anh ơi, em muốn con sâu, để cho em bắt kẻo lâu nó già, kết thành con nhộng bò ra, hóa thành bướm trắng thật là đắng cay. Giờ đây em bắt bằng tay, em cầm em vuốt, nó say đứ đừ, rồi em dạy nó gật gù, biết vâng biết dạ, biết ừ nữa cơ. Thôi anh đừng có chần chừ, để em kéo nó khỏi bờ bụi kia. Sâu này nhìn cũng đẹp ghê, mày ngoan chị sẽ đem về cho ăn. Sượng. Tờ mờ sáng, có một tên trộm lẻn vào một nhà nọ, tìm mãi chẳng thấy cái gì để lấy. Hắn bèn mò xuống bếp, bỗng thấy có nồi khoai luộc, đang tính lấy một củ định ăn cho đỡ đói. Bỗng hắn nghe chị vợ nói: "Ôi anh ơi Sượng!" Tên trộm bèn bỏ củ khoai xuống và lấy củ khoai khác, thì lại nghe tiếng chị vợ kêu: "Ôi anh ơi Sượng lắm!" Lần này hắn lại bỏ củ khoai ở đấy và bốc lấy củ khác. Lần này hắn lại nghe thấy chị vợ kêu to hơn: "Sượng, sượng lắm anh ơi!" Tên trộm tức chịu không nổi nữa, bèn hét lên: "Ông chủ nhà có bà vợ vụng quá đi thôi, có nồi khoai luộc mà củ nào cũng sượng hết là sao?" Hắn bèn hất đổ nồi khoai rồi chuồn mất. Một hôm, lúc nhàn rỗi, hai vợ chồng ngồi sofa tán gẫu với nhau. Tôi bảo vợ: "Em à, mọi người cứ bảo anh ngày càng khó tính, nhưng anh thấy hình như không phải thế. Ngày xưa, anh khó hơn nhiều, lúc anh còn bé, ngày mới giải phóng, khó khăn tứ bề. Bà nội ăn uống thiếu chất nên thiếu sữa cho anh, đành mang anh qua mấy bà hàng xóm để bú nhờ. Nhưng anh thà nhịn đói chứ dứt khoát không bú sữa, không phải mẹ của mình. Còn bây giờ tự nhiên thấy bình sữa nào của mấy cô hàng xóm cũng muốn xin nhờ tí sữa, không cảm giác kén chọn, kiêng cữ gì nữa. Như thế là dễ tính đi nhiều ấy chứ. À, lão này muốn chết đây mà." Dập mặt. Cô con gái lấy chồng Đài Loan, bà mẹ hồ hởi khôn xiết. Bà cũng biết con gái mình là hơi đồng đảnh, không biết cái kia có còn không, mà thằng chồng nhìn rất kỹ tính. Bọn Đài rất quan trọng trinh tiết, vì thế trước đêm tân hôn, bà gọi con gái ra nhỏ to, đưa cho chiếc khăn và dặn dò: "Trong đêm động phòng, con chủ động trải chiếc khăn này ra giường trước mặt chồng con nhé, rồi lén ra ngoài bàn học của em con, lấy lọ mực đỏ, lén vẩy lên chiếc khăn, vẩy vừa vừa thôi, nhớ chưa? Làm thật nhẹ nhàng, kín đáo nghe chưa?" Cô con gái vâng dạ, ngoan ngoãn, ôm bà như một lời đồng cảm. Đêm đến, do nhà tối, luyến quến thế nào, lọ mực đỏ không lấy, mà lại mò nhầm lọ mực xanh đen. Sáng ra, người chồng nhìn chiếc khăn mà há hốc mồm ngạc nhiên sợ hãi. Trong lúc vợ vùi đầu trốn vào gối, anh chồng đành cầm khăn ra hua tay, nhí nhố, chỉ trỏ, hỏi mẹ vợ. Bà mẹ nhìn thấy vết loang xanh đen, cũng hốt hoảng không kém. "Nó sao rồi? Dập mật con bà rồi còn gì? Húc, kiểu gì mà mật chảy ra như thế này? Trời đất, nó đâu? Có sao không?" Lời khuyên. Có chàng thanh niên trẻ tuổi ngồi bên bờ sông. Anh ta thẫn thờ nhìn dòng sông chảy xiết. Ngay lúc đó, có một vị thiền sư đi ngang qua. Thấy vậy, liền nhẹ nhàng lại gần bắt chuyện. Chàng trai trẻ thổ lộ với ông thiền sư là mình vừa bị mất việc làm. Người yêu chia tay, bạn bè quay lưng, gia đình hắt hủi. Cuộc đời của mình bỗng chốc đi vào ngõ cụt không có đường ra. Ông thiền sư nghe vậy, liền tiện tay nhặt một viên sỏi rồi ném xuống nước.
Viên sỏi rất nhanh bị nước cuốn đi mất. Sau đó ông mỉm cười rồi nói với chàng trai, nhiều thứ trên đời cũng như viên sỏi này vậy. Chàng trai bần thần một lát rồi sực tỉnh. À phải rồi, chỉ cần ném được gánh nặng sỏi đá trong lòng, chẳng phải tâm sẽ thanh tịnh, đầu óc sẽ bớt nặng nề, mắt sẽ sáng hơn mà nhìn thấy được tương lai ở phía trước hay sao? Nói đoạn, chàng trai liền quỳ xuống, vái lại ông thiền sư. Nhưng ông thiền sư lắc đầu, không không, ta đang bảo là đời của thí chủ chỉ như vậy, thì gieo mình tự vẫn đi cho nhẹ nở. Vịnh pháo cong nòng. Thuở ấy nghênh ngang pháo nghếch nòng, ngày mưa tháng hạn vẫn xung phong, lên cao bắn thẳng rung sườn núi, xuống dưới cầu vồng rồi bến sông. Khóa bánh banh càng êm bệ đỡ, canh tầm chỉnh hướng vững cần dung. Giờ đây giặt dẻo như dây bún, chỉ để trêu đời bởi nhũn cong. Kính gửi Thượng Đế. Ở một bưu cục nọ, có một lá thư, ngoài bì thư có ghi nơi nhận Thượng Đế. Dĩ nhiên là lá thư không thể gửi nó đi được. Họ bèn mở ra xem. Thư viết rằng, kính gửi Thượng Đế, tôi là một bà lão tội nghiệp, nay đã 80 tuổi, suốt cả đời tôi chẳng đòi hỏi gì, nhưng hiện nay tôi đang rất cần 100 đô la. Xin ngài hãy dù lòng thương mà ban số tiền đó cho kẻ già này. Cả bưu cục rất mồi lòng. Mỗi người quên góp một ít tiền, được 90 đô la, rồi gửi cho bà cụ. Hôm sau, bà lão nọ gửi thư khác, cũng cho Thượng Đế. Lần này, ông giám đốc gọi tất cả nhân viên tới bóc thư ra để nghe đọc lời cảm ơn. Thưa Thượng Đế, tôi xin cảm ơn ngài với tấm lòng sâu sắc, nhưng tôi báo lại cho ngài biết, tôi chỉ nhận được có 90 đô la thôi, còn 10 đô la đã bị bọn bưu cục ăn chặn mất rồi. Cú sốc bất ngờ. Có một bà cụ ngoài 80 tuổi, ở nhà buồn quá. Cụ quyết định chơi xổ số để giải trí. Rồi một ngày kia, cụ trúng số độc đắc trị giá 200 triệu USD. Các con của cụ sốc quá. Khi biết tin vui nên thống nhất thuê một bác sĩ tâm lý để báo cho cụ. Một bác sĩ tài giỏi nhất thành phố đã được chọn để giải quyết vấn đề này. Dưới đây là phương pháp bác sĩ đã áp dụng với bà cụ. Thưa cụ, năm nay cụ bao nhiêu tuổi rồi? Tôi năm nay 86 tuổi. Thế nếu cụ trúng xổ số 5 đô la, cụ sẽ làm gì? Tôi sẽ mua cho cháu một chiếc cặp sách mới. Thế nếu cụ trúng 20 đô la, cụ sẽ làm gì chứ? Tôi sẽ mua một ít vật dụng trong gia đình. Nếu trúng 100 đô la, cụ sẽ làm gì? Tôi sẽ mời cả gia đình đi ăn nhà hàng. Và cứ thế, tiếp diễn cho đến lúc ông bác sĩ tâm lý nhận thấy cụ già đã đủ bình tĩnh để nghe tin trúng xổ số độc đắc. Ông mới nói rằng, nếu trúng xổ số 200 triệu đô la, cụ sẽ làm gì nào? Cụ già đã mệt mỏi vì những câu hỏi của vị bác sĩ nên trả lời cho qua. Một nửa số tiền đó sẽ thuộc về ông. Ông bác sĩ liền lăn đùng ra ngất xỉu vì không đủ bình tĩnh để nghe một tin giật gân ngoài sức tưởng tượng của mình như thế. Ông đã ra đi mà không kịp nhìn thấy số tiền mà ông được hưởng. Âm nhạc muôn năm. Có một anh chàng nọ, một hôm đi nhậu về khuya, làm cho vợ giận dữ. Khi ông về, vợ không cho vào nhà mà nói, ông đi luôn đi, ông thích con nào đó thì ông qua mà ở với nó luôn đi, ông đừng có về nhà này nữa. Mấy đứa con thấy vậy bèn ra can ngăn, nhưng bà rất cương quyết không cho ông vào nhà. Ông đành quay lưng đi vừa hát để khỏi quê với mấy đứa con. Chân ta bước, lòng ung dung tự hào, kìa nòng pháo vẫn vươn lên trời cao.
Bà nghe ông hát vậy, bà nghĩ thầm, đi cả ngày mà nòng pháo vẫn vươn lên trời cao. Nên bà bèn chạy theo bảo ông quay về, đi tắm rửa, rồi ăn cơm. Ông nghe vậy nên rất mừng và tự nhủ, âm nhạc cũng có cái lợi, cái hay của nó đấy chứ. Ôi tiếng Việt! Chuyện rằng có gã người Tây lấy cô vợ Việt sang đây ở nhờ, lại còn biết chén cầy tơ, mắm tôm cũng khoái, lá mơ cũng nghiền. Để cho giao tiếp đỡ phiền, vấn đề ngôn ngữ ưu tiên hàng đầu. Nhưng vì tá túc chưa lâu, cho nên đôi lúc ghép câu nhầm hàng. Một hôm trong lúc thanh nhàn, vợ đưa hắn đến ao làng ngồi chơi. Hắn ta buột miệng cất lời, con ao tuyệt quá vợ ơi đẹp nhề. Cô vợ thấy hắn ngô nghê, mới liền giảng giải vấn đề nâng cao. Chồng đừng có gọi con ao, cái ao chồng nhé ghi vào hiểu không? Thế rồi thả bộ một vòng, hai người đi đến bờ sông quê nhà. Hắn ta nhảy cẫng rồi la, để anh nói nhé, đây là cái sông. Lắc đầu vợ bảo không không, thứ này phải gọi con sông chồng à. Hắn ta xị mặt thốt ra. Tiếng Việt quê vợ đúng là khó xơi, cũng đều chứa nước cả thôi. Cái thì là cái, thứ thì là con. Cô vợ khoái chí cười giòn, nghe em giải thích là ngon thôi mà, ao sông đều chứa nước nha. Nhưng sông nước chảy, ao là nước om, nên sông được gọi là con, còn ao là cái, chồng còn lẫn không. Chẳng riêng gì mỗi ao sông, còn nhiều thứ khác anh trông biết liền. Cái nhà cái tủ đứng yên, con trâu nó chạy, con thuyền nó bơi. Rất là đơn giản vậy thôi, chỉ cần ghi nhớ thế rồi là ngon. Thứ gì chuyển động là con, đứng yên là cái, dễ òm thế thôi. Hắn ta vỗ đét xuống đùi, vậy thì dễ quá nhớ rồi vợ ơi. Cái là thứ đựng một nơi, con là thứ chạy, thứ bơi, thứ bò. Hèn chi cái vụ hầm lò của anh nó cứ thụt thò là con, của em ở đó chịu đòn, cho nên là cái chẳng còn khó khăn. Và rồi anh biết thêm rằng sau khi hai thứ ăn nằm giao thoa làm cho sản phẩm tạo ra gọi là con cái. Ôi ra đúng rồi. Pha xử lý cực đỉnh. Mới sáng sớm bảnh mắt, đường phố Hà Nội chưa phải là đông lắm, mà hai vợ chồng nhà kia đèo nhau phi như bị ma đuổi. Tới chỗ cắt ngang đường lớn thì đâm sầm ngang xe một gã đàn ông. Hai vợ chồng ngã lăn quay ra đường, chưa kịp hiểu chuyện gì, người đàn ông dựng xe ngơ ngác, vừa lồm cồm bò dậy, người vợ xông tới mắng xối xả. Đi đứng thế à? Mù à? Mắt mũi mày đâu mà để đi ngang trước xe người ta thế? Đồ ngu kia! Người chồng không đợi vợ nói hết câu cũng chen vào. Con lợn đi ngu như chó má thế, mày không nhìn thấy bố mày hả? Trước sự gào thét ầm ĩ của đôi vợ chồng kia, gã đàn ông vừa tháo mũ bảo hiểm, vừa thủng thẳng lễ phép đáp. Ồ, em xin lỗi anh chị, tình hình là có phải đánh nhau không ạ? Nếu không phải đánh nhau thì anh chị cho phép em đi, bày đặt cãi nhau mất thời gian của anh chị. Chứ đánh nhau, em đảm bảo em giải quyết không quá 3 giây, chỉ tốn kém thêm chút ít viện phí cho anh chị thôi. Thế có được không ạ? Ngừng chửi, hai vợ chồng kia lấm lét nhìn nhau, rồi người vợ lý nhí, gặp phải thằng điên. Thôi mình đi đi anh. Anh chồng cũng lập cập nổ máy mà không dám nhìn quay lại. Người đàn ông khẽ cười rồi nói với theo. Anh chị đi may mắn. Em cảm ơn. Anh chị lựa chọn đúng rồi đấy. Cơ mà ra đường thì đi cẩn thận. Đồng bào mình không có điên, nhưng đừng làm cho họ lên cơn điên anh chị nhá. Có hai vợ chồng nọ đi dạo chơi ở một công viên. Họ đến bên chiếc đu quay. Ông chồng nói, đừng ngồi lên đu quay em ạ. À, váy của em ngắn lắm, sẽ nhìn rõ cả quần lót đấy. Vâng. Khi ông chồng đi mua kem, lúc quay lại,
đã thấy vợ ngồi trên đu quay. Anh ta vội la tướng lên: "Trời ơi, em ngồi lên đó làm gì? Anh đã bảo em rồi mà, sẽ lộ cả quần lót ra đấy." Cô vợ gào to để cho chồng nghe thấy: "Anh đừng có lo, quần lót em đã cởi ra rồi." Kiểu nào cũng chiều, chàng trai nói chuyện với bạn: "Tao quyết định đi xăm mày ạ." À, "Mày điên hả? Thế mày định xăm cái gì? Xăm ở đâu?" "Thì tao xăm 4 chữ T ở tay trái và 4 chữ D ở tay phải. Nhưng lỡ ra đường người ta hỏi thì mày nói sao?" "Thằng Hiền thì tao nói tay trái là tiền tình tù tội, tay phải là đụng đâu đánh đó." "Thế lỡ gặp dân giang hồ thì sao?" "Thì tay trái là thương trẻ tàn tật, tay phải là đang đau đừng đánh." Chuyện ba người đang ngồi học thì con bé ngồi bàn bên quăng cho một mẩu giấy. Mở ra xem thì nhìn thấy: "Mình thích bạn, mình hẹn hò nha." Ôi trời, khỏi phải nói, tâm trạng cứ lâng lâng. Mình thích con bé ấy từ đầu năm học cơ. Mình quay sang mỉm cười với con bé một cái thật tình cảm. Con bé e thẹn khẽ nói: "Anh đưa cho anh ngồi bên giùm em với." Không phải nói mình ức chế đến mừng chừng nào, vò nát luôn mảnh giấy quăng thẳng vào mặt thằng điên ngồi kế bên. Nó ngơ ngác mở ra xem, cũng y như mình, khoái chí cười tủm tỉm rồi bảo: "Thích tôi sao không nói sớm? Tôi cũng thích ông từ lâu rồi mà ngại." Hình phạt. Có ba cô gái nọ bị tai nạn. Khi cả ba lên tới thiên đình thì gặp thánh Pi-e. Ông này dẫn các cô gái vào một khu vườn ở thiên đường cực đẹp. Nhưng ở đó, những con vịt đi lại kín cả khu vườn. Ông thánh Pi-e bảo: "Ai mà dám phải vịt thì sẽ bị trừng phạt rất nặng." Nói xong ông liền bỏ đi. Được một lúc thì cô gái thứ nhất dẫm bẹp một cái chết một con vịt. Ngay lập tức thánh Pi-e hiện ra. Ông ta dắt theo một người đàn ông cực kỳ xấu xí rồi nói: "Đây là hình phạt dành cho con phải sống suốt đời với hắn." Hai cô gái còn lại sợ khiếp nên cẩn thận hơn, nhưng không ăn thua. Một lúc sau, cô gái thứ hai lại làm bẹp một cái nữa. Thế là thánh Pi-e hiện lên và dẫn một người đàn ông rất xấu. Cô sẽ sống với hắn đến hết cuộc đời. Cô gái thứ ba hết sức thận trọng, mỗi bước chân rất nhẹ nhàng. Cô tránh được rất nhiều vịt và cuối cùng cô cũng qua được bên kia. Lập tức, thánh Pi-e hiện lên và dắt theo một người đàn ông cực kỳ đẹp trai. Cô gái thấy vậy vui mừng khôn xiết. Cô vội ôm lấy chàng trai rồi thì thầm: "Không ngờ em lại được gặp anh chàng tuấn tú như thế, em rất hạnh phúc." Cô gái còn đang vui mừng thì anh chàng lẩm bẩm: "Trời ạ, à, đã cẩn thận thế rồi mà mình vẫn dẫm chết vịt." Đêm qua, cô từng ngủ bị đái dầm, mẹ liền mắng: "Con hư quá, tối nào con cũng đái dầm như thế, lớn thế này rồi mà không biết xấu hổ à. Tối nay nhớ cởi quần ra nghe không, sáng mai không có ai hầu hạ mà giặt đâu nhá." "Thì bố cũng đái dầm mà." "Bố đái dầm bao giờ hả? Thế sao đêm hôm kia con nghe mẹ nhắc với bố, cởi quần ra luôn đi anh." Một cô gái trẻ không may bị đuối nước, được một anh chàng cứu hộ vớt lên rồi đưa vào trạm làm hô hấp nhân tạo và cô được cứu sống. 2 tháng sau, cô thấy bất ổn trong người, liền đến khám bác sĩ. Bác sĩ sau khi khám xong mới bảo: "Xin chúc mừng, cô đã có thai rồi đấy." Cô gái ngơ ngác nhìn bác sĩ rồi nói: "Tôi chưa có chồng và chưa ngủ với đàn ông bao giờ, thì làm sao mà có thai được?" Sau khi nghe lời bác sĩ giải thích, muốn có thai thì phải có sự kết hợp giữa cái này với cái kia, thì cô bỗng chợt nhớ ra và lập tức hét toáng lên: "Tiên sư, cái thằng cha cứu hộ ấy,
Thế mà nó bảo đó là hô hấp nhân tạo chứ. Tôi thấy cũng dễ chịu trong người, nên cứ nằm yên rồi còn lim dim đôi mắt, thầm mong cho nó làm hô hấp nhân tạo lâu lâu hơn một chút, chứ nào có ngờ đâu. Anh à, anh có khỏe không? Mình chia tay rồi, em còn quan tâm anh khỏe hay không để làm gì? Thì em đang làm cho một công ty bảo hiểm, thấy có gói rất hợp với anh đấy, nên em định giới thiệu cho anh. Gói gì chứ? Dạ, đó là gói bảo hiểm rủi ro, sét đánh chết cũng được đền bù. Nhớ lại trước đây, anh thề thốt với em nhiều lắm, mua đi anh. Đêm tân hôn, cô dâu thẹn thùng thọ thẻ với chú rể. Anh ơi, em không biết gì về cái đó hết á. Anh cắt nghĩa giúp em đi. Chú rể cười, vụ đó dễ ở đà. Em cứ tưởng tượng cái của em là nhà tù, còn cái của anh là thằng tù. Ta cứ nhốt thằng tù vào trong nhà tù là xong ấy mà. Xong xuôi, rồi cô dâu thích quá, một lát sau lại thọ thẻ. Anh ơi, thằng tù nó sổng chuồng rồi. Chú rể bảo, thì mình bắt nó nhốt lại là được. Xong lần nhốt tù này, chú rể châm thuốc lá, hút lấy lại hơi. Cô dâu lại nói, nó lại sổng chuồng nữa rồi, anh mau bắt nó nhốt lại đi anh. Thế là chú rể lại uể oải đi bắt thằng tù nhốt lại. Xong xuôi, anh nằm sụi lơ như ông già. Một lát, cô dâu lại thỏ thẻ, anh ơi, mình nhốt thằng tù lần nữa đi anh. Lần này, chú rể nổi cáu, thằng tù này hết hạn rồi thì phải thả cho nó ra chứ. Nó có bị án chung thân đâu mà khổ sai đâu. Nhắn tin, mấy ông chồng đang chén chú chén anh, bỗng một người lên tiếng. Tôi có một ý kiến thế này. Tất cả mọi người ở đây, ai cũng lấy điện thoại ra, rồi nhắn tin gửi cho vợ với nội dung anh yêu em, xem các bà vợ sẽ phản ứng như thế nào. Mọi người đồng tình và nhắn luôn. Kết quả nhận được như sau. Bà vợ 20 tuổi sung sướng nhắn lại, em cũng yêu anh. Bà vợ 30 tuổi hỏi, say rồi phải không? Bà vợ 40 tuổi thì mắng, ông Hâm à, có rừng mỡ không đấy? Bà vợ 50 tuổi thì dọa, nhầm rồi phải không? Cứ liệu hồn về nhà sẽ biết tay tôi. Bà vợ 60 tuổi nói, ông về hưu, nhàn rỗi, phát khùng đấy hà. Tập đi bộ cho nó khỏe người đi, chỉ được cái nhăng nhít. Bà vợ 70 tuổi thì không trả lời, mà gọi cho con cháu. Tôi thấy ông ấy bệnh nặng lắm rồi đấy, liệu về mà chuẩn bị lo hậu sự dần đi là vừa. Có một người đàn ông bị mù đến cửa hàng mua áo ngực cho vợ. Anh ta chợt nhận ra rằng mình đã quên kích thước. Anh bèn hỏi cô nhân viên bán hàng phải làm sao bây giờ. Lúc này cửa hàng không có ai. Cô ấy bảo anh ta hãy bỏ tay lên ngực của mình để ướm thử kích cỡ của vợ anh. Sau một phút giờ dẫm, mò mẫm, rồi anh ta nói, cô làm ơn cho tôi size nhỏ hơn của cô một chút. Trong lúc cô nhân viên đang chọn, thì anh chợt thốt lên, tôi gần như quên mất, vợ tôi cũng cần thêm quần lót, nhưng tôi lại không biết sai. Tội, ruộng nhà mà chẳng chịu cày, bỏ đi hàng xóm cày ngày lẫn đêm, để cho nước ngập ướt mêm, cỏ mọc rậm rạp chẳng thèm ra tay. Hôm nay bà xử tội mày, cho bỏ cái tật thích cày ruộng hoang. Ruộng bà, mày chẳng ngó ngàng, ruộng hàng xóm gọi mấy làng cũng đi. Cũng tại bà bị béo phì, nặng cân bà kẹp, bà đi lên tôi. Bà ơi, tôi sợ quá rồi, từ nay không dám lôi thôi với bà. Bây giờ bà thả tôi ra, không thì tôi chết vì bà ơi. Từ nay tôi sẽ nghe lời, ruộng hoang bỏ hết, dáng xơi ruộng nhà. Xem bói online, gặp chúng ông thầy cao tay. Thầy ơi, cho con hỏi
Tuổi gì ghép với tuổi gì thì hòa hợp, có tài lộc trong làm ăn, trong xây dựng gia đình ạ. Thầy làm phúc chỉ cho con với ạ. Con cảm ơn thầy rất nhiều. Tuổi Mão thì cứ chọn tuổi Dậu sẽ thành một cặp mèo mả gà đồng vô cùng hạnh phúc. Còn nếu tuổi Mùi thì chọn tuổi Tuất nhé. Kết hợp làm ăn, treo đầu dê, bán thịt chó sẽ giàu có rất nhanh. Tuổi Sửu mà kết hợp với tuổi Ngọ sẽ thành một cặp đầu trâu mặt ngựa, sẽ cân cả thiên hạ luôn. Ông nội đang ngồi đọc báo thì cháu trai đến và bảo: "Ông nội hãy nhắm mắt vào một lúc đi." Ông nội mỉm cười hỏi: "Nhưng mà để làm gì hả cháu?" Cô cậu nhanh nhào đáp: "Dạ, mẹ cháu nói rằng chừng nào ông nội mà nhắm mắt thì bố cháu sẽ giàu to ạ." À? Trên chuyến xe liên tỉnh, xe giường nằm đi từ thành phố Hồ Chí Minh về miền Tây, dãy giường cuối xe chỉ có tôi và một cô gái khoảng 20 tuổi. Cô gái nằm giường dưới vì sợ độ cao, tôi nằm giường trên, nhìn xuống, thấy cô gái kéo lộ từ rốn lên đến ngực, trắng nõn, không ngủ được. "Sao anh không ngủ mà cứ nhìn xuống em hoài như vậy ạ?" À? "Anh ngủ chuyên nằm úp và mở mắt em à." Cô gái kêu lạnh chân, tôi nhờ tôi xuống kéo mền đắp dùm hai chân. "Lạnh quá anh ạ, à, mình kể chuyện vui đi, em không ngủ được." "Em kể trước đi, chuyện gì được nhỉ?" "Chuyện về cô giáo anh nhé." "Thôi thôi, chuyện giáo viên nghe buồn lắm, em kể chuyện gì vui vui một tí đi." Và em bắt đầu kể, vua đi đánh trận, giao thằng hầu trông nom công chúa xinh đẹp, dặn thực hiện mọi yêu cầu của công chúa. Đêm thứ nhất, công chúa cởi chuồng, gọi hầu vào phòng ngủ, kêu lạnh, hầu lấy mền đắp cho công chúa. Đêm thứ hai lại gọi hầu vào phòng, không thấy có mền đâu nữa, hầu lấy rèm cửa đắp cho công chúa. Đêm thứ ba, không có mền, không có rèm, hầu cởi áo đắp cho công chúa. Vua đi đánh trận về, mới hỏi công chúa, thế hầu có làm theo yêu cầu của con không? "Dạ, chả làm gì cả cha." "À, vậy thì mai đem hắn ra xử." Trước khi chết, hầu than vãn với đao phủ. Đao phủ bảo, thế có nhìn thấy đống rơm kia không? "Thấy, thế thì ăn đi, mày đúng là một con bò." Tôi phá lên cười vì câu chuyện của em, và tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Lúc đến trạm dừng chân, em quyết định đổi chuyến xe khác. Tôi nhanh tay giúp em lấy hành lý. Em đưa cho tôi tờ 100k. Tôi ngạc nhiên hỏi, "Ô, tôi chỉ giúp em thôi mà." "Dạ, anh cầm đi ạ. Tiền này để anh mua rơm mà ăn." Tôi ngơ ngác, không hiểu gì. Cuối tuần, hai con sang chơi với ông bà, nên chỉ còn có hai vợ chồng ở nhà. Nửa đêm, cô vợ khều chân sang thì thầm với chồng, "Lạnh quá mình ạ." À. Anh chồng đang ngủ nghe thấy vậy, liền kéo chăn đắp cho vợ. Vừa kéo, cô vợ liền nói, "Nóng quá." Lục đục, dậy bật quạt, anh chồng không ngờ vẫn chưa vừa lòng vợ. "Anh không hiểu thật à, điều em cần lúc này là một người đàn ông cơ." Anh chồng vội đáp, "Trời ạ, à, đã 2 giờ sáng rồi, anh biết tìm đâu ra một người đàn ông cho em chứ?" Trước khi kết hôn, trai, anh chờ ngày này lâu lắm rồi. Gái, anh có muốn rời xa em không? Trai đáp, không. Thế anh có yêu em không? Tất nhiên là có. Thế sau này anh có lừa dối em không? Không bao giờ. Thế anh sẽ hôn em chứ? Mỗi khi anh có cơ hội em à. Thế sau này anh có đánh em không? Không đâu, đồ ngốc ạ. Em có thể tin tưởng anh chứ? Ừ, anh đúng là người đàn ông của cuộc đời em. Điều bất ngờ. Thư ký, dạ, hôm nay là sinh nhật của sếp. 10 giờ tối nay, em mời sếp đến nhà em.
Em muốn dành cho sếp một điều bất ngờ ạ. Được rồi, tối nay nhất định tôi sẽ đến. Đúng hẹn, sếp hớn hở đến nhà cô thư ký. Cô thư ký ra mở cửa và dặn, sếp cứ ngồi đây nhé, khi nào em gọi thì sếp lên phòng ngủ của em. Sếp nhé. Ok. Khoảng 5 phút sau, khi nghe tiếng cô thư ký gọi, sếp vội vàng cởi bỏ hết quần áo và nhanh chóng đi lên phòng. Khi vừa mở cửa phòng và bật đèn lên thì sếp sững sờ, không nói nên lời. Trên bàn đã bày sẵn bánh nến, đồ ăn và đám nhân viên chết tiệt đang ngồi xung quanh bàn, bắt đầu hát vang bài hát chúc mừng sinh nhật. Rượu chua. Có một anh chàng keo kiệt, nhà có việc mời bạn bè đến đãi khách. Anh ta mang một bình rượu ra, vừa nhấp môi, ai cũng nhắm mắt kêu chua quá. Biết tính gia chủ, một anh cười bảo, tôi có cách làm cho rượu mất chua ngay. Nghe vậy, chủ nhà vội hỏi, ôi, làm thế nào thì hết chua được? Anh bạn này bày, bây giờ ông hãy kiếm một tờ giấy, bưng miệng hũ lại, rồi úp sấp xuống. Ông lấy ngải cứu đốt đít hũ, bày mồi, cứ để như thế, đến rạng ngày mai là sẽ hết chua thôi mà. Chủ nhà hốt hoảng, thế thì chảy hết rượu rồi còn gì nữa? Bấy giờ, anh bạn mới cười khẩy rồi bảo, ôi trời ơi, rượu chua thế này, để làm quái gì mà còn tiếc chứ. Ân hận. Có một anh chàng đi công tác xa về, gặp người bạn còn độc thân hai mắt đỏ hoe. Anh ta liền hỏi, mày gặp chuyện gì? Sao mà khắc thế kia? Nghe hỏi vậy, anh bạn rơm rớm nước mắt kể rằng, hôm trước, làm quen được một cô gái xinh đẹp, tao rủ vào khách sạn tâm tình. Sáng hôm sau tỉnh dậy, thấy nàng ngồi khóc. Tao hỏi sự tình, nàng bảo, nàng là gái đã có chồng, hiện chồng nàng đang đi công tác xa. Bây giờ nàng rất ân hận về việc ngoại tình, đau khổ, nàng khóc, làm tao xúc động, cũng cảm thấy ân hận, nên tao cũng khóc theo đến giờ đấy. Nghe bạn kể vậy, anh ta giật mình than thở, thôi chết rồi, bây giờ tao đã hiểu, lúc tao đi công tác về, thấy vợ tao ngồi khóc, hỏi thế nào, cô ấy cũng không nói, đúng là nó đã ngoại tình rồi, nên mới ân hận đây mà. Vậy mà cứ tưởng người đàn ông cứng tuổi đang lái chiếc Lambo với tốc độ 100 cây số trên 1 giờ, đột nhiên thấy một xe cảnh sát rượt đằng sau, ông liền tăng tốc 140, 150 rồi 180. Chợt nghĩ, ở tuổi mình chạy thế này thì chết chắc. Ông từ từ cho xe dừng lại, viên cảnh sát đến gần, niềm nở bảo, "Thưa ông, phiên trực của tôi chỉ còn 10 phút." Hôm nay là thứ sáu, tôi sắp cùng gia đình đi nghỉ cuối tuần. Ông hãy giải thích lý do vi phạm tốc độ do lái xe của mình đi. Nếu nghe lọt lỗ tai, tôi sẽ cho ông qua. Mấy năm trước, bà vợ tôi bỏ nhà theo một ngài cảnh sát. Khi trông thấy xe ông, tôi lại cứ tưởng ngài ấy mang gửi trả lại bà vợ cho tôi chứ. Sát liền nói, chúc ông một ngày tốt lành, tạm biệt. Có một người phụ nữ châu Á lấy được anh chồng người Anh và chuyển đến London sinh sống. Chỉ vì tiếng Anh của cô rất kém nên việc mua bán gặp rất nhiều khó khăn đối với cô. Một hôm, cô vào siêu thị muốn mua đùi lợn mà không biết phải làm sao để người bán biết. Cô đành giở váy lên cao rồi chỉ vào đùi của mình và kêu ụt ịt. Thế là người ta hiểu và bán cho cô cái đùi lợn. Có hôm khác, cô cần mua ức gà thì cô mở khuy áo rồi khoanh tròn vùng ức của mình và kêu cục tác. Thế là người ta hiểu rồi bán cho cô cái ức gà. Kế tiếp, cô muốn mua xúc xích rồi cô không biết phải diễn tả thế nào. Cuối cùng, cô dẫn chồng cô đi theo. Bé Lan hỏi mẹ, mẹ ơi,
Con nghe mẹ kể chuyện về thiên thần đẹp lắm, có cánh và biết bay nữa. Người mẹ nghe con hỏi thế, tò mò hỏi, thế con thấy thiên thần thật rồi à? Bé Lan đáp, dạ không ạ, con chỉ nghe bố nói với cô giúp việc, em là thiên thần của anh. Vậy chừng nào cô ấy bay được hả mẹ? Ừ, sáng nay con ạ. Tuyển chồng. Có một quả phụ chán cảnh sống thui thủi một mình. Bà quyết định đăng báo tuyển chồng với ba điều kiện. Anh ta phải dịu dàng, không bỏ rơi bà, và đặc biệt phải là người mạnh mẽ trên giường. Hôm sau, nghe có tiếng chuông reo. Bà ra mở cửa và thấy có một người đàn ông vạm vỡ nhưng bị què chân, cụt tay, đang ngồi trên chiếc xe lăn. Sẽ không có ai đáp ứng tốt mọi yêu cầu của bà như tôi đâu, người đàn ông tự tin nói. Tôi không có tay nên chẳng thể đánh bà. Tôi cũng chẳng có chân nên không thể rời xa bà được. Tuyệt lắm, thế còn khả năng trên giường thì sao? Quả phụ hoài nghi. Người đàn ông vặn lại, thế bà nghĩ tôi bấm chuông cửa bằng cái gì nào? Không chịu xuống, cô giáo gọi một học sinh lên bảng, con hãy miêu tả một chú gà trống ở khu vườn. Chú bé bắt đầu hồn nhiên. Buổi sáng, ông mặt trời thức dậy, tỏa những tia nắng ấm áp xuống vườn nhà em. Hay, hay, có tiếng suýt xoa ở dưới, cô giáo cười rất tươi. Chú gà trống đĩnh đạc ra giữa vườn, vươn cổ cất tiếng ngáy vang động khắp nơi. Tuyệt vời, thật tuyệt. Lại có tiếng suýt xoa nữa. Sau đó, chú nhảy lên lưng chị gà mái. Cô giáo liền đỏ mặt bảo, thôi thôi, được rồi, xuống ngay xuống ngay. Dạ, em cũng nói như thế, nhưng chú gà trống nhà em đâu có chịu xuống đâu, thưa cô. Chú bé vẫn hồn nhiên trả lời.